Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trường Speaker. Trong video hôm nay tiếp tục như xin phép được cập nhật đến cho các anh thêm một mẫu Equalizer hay còn gọi là lọc xì nữa đến từ thương hiệu Victor, đó là con C70. Thì đây là một cái mẫu Equalizer mà trước giờ Nhật cũng đã review khá là nhiều lần trên kênh của mình rồi ha. Thì trong video hôm nay chủ yếu là Nhật sẽ quay tổng thể nội thất của con máy này và cũng như là Nhật test các tính năng đèn đóm để gửi đến cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu có thể tham khảo và đánh giá trực tiếp trên cái video này ha. Còn nếu như cô chú anh chị nào mình chưa biết cách sử dụng và cũng như là cần những cái thông số kỹ thuật của cái dòng này á, thì các anh có thể tham khảo những cái video trước hoặc là Nhật sẽ để những cái thông số kỹ thuật ở dưới phần mô tả. Nếu như cô chú anh chị nào cần thì có thể tham khảo thêm ha. Vậy rồi không để mọi người chờ lâu nữa thì Nhật xin phép được vào chi tiết sản phẩm ạ. Riêng về phần nắp lưng thì Nhật cũng đã có tháo sẵn ra đây rồi. Đây là những cái tán ốc của nó ha các anh, và tình trạng tán ốc nè. Đó, mọi người cũng có thể quan sát thấy là tán ốc của nó là đằng bằng thép nguyên thủy ha, và không được xi mạ bất kỳ một cái vật chất liệu gì, nên là mọi người nhìn vào đây thì cũng có thể đánh giá được con máy của mình ha. Đó, tình trạng ốc còn cực kỳ sáng màu ha các anh. Đó, không có dấu hiệu bị ten xét cũng như là bị lão hóa do thời tiết nè. Rồi tiếp đến thì mời mọi người vào cái phần nắp lưng. Đây là tổng quan cái phần nắp lưng ha các anh, và phần nước sơn zin còn cực kỳ đẹp ha. Những cái mẫu này thì Nhật được Nhật chọn lọc và cũng như là Nhật lựa rất là kỹ lưỡng, nên là các anh cứ yên tâm về cái mặt hình thức ha, kể cả từ ngoài cái thân vỏ cho tới tất cả những cái phần máy ha. Đó, về phần nắp lưng thì các anh cũng có thể nhìn thấy là không có dấu hiệu bị trầy xước và góc cạnh không có bị cấn mớp ha, còn rất là đẹp nha các anh. Đó, tình trạng của con máy được là Nhật về thì còn cực kỳ xuất sắc á. Rồi tiếp đến thì mời mọi người vào tổng quan cái gương mặt ha. Thì sẽ quay tổng thể góc cạnh trước ha. Đó, vẫn như mọi khi. Đó, mọi người có thể thấy là khung sườn nè, mà khung bảy màu và cũng như là hình thức của cái gương mặt này. Quay thật là chậm để các anh mình ở xa thì dễ dàng đánh giá và lựa chọn cho các anh một cái mẫu sản phẩm cho nó phù hợp ha, trước khi xuống tiền. Rồi về tổng quan cái gương mặt này thì còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt nha các anh. Đó, không có dấu hiệu bị cấn mớp hay là bị trầy xước quá nhiều trên cái gương mặt này ha. Đó, rất là đẹp ha mọi người. Rồi phía bên trên này thì chúng ta cũng sẽ có chữ nghĩa nè. Đó, chữ nghĩa thì các anh cũng có thể thấy là còn cực kỳ sáng màu và không có dấu hiệu bị phai chữ ha. Tất cả những cái cần gạt thì còn đầy đủ nha các anh. Đó, cần gạt của hai vé thì còn rất là đầy đủ ha, không có cái nào bị bể gãy nè. Rồi tiếp đến thì Nhật sẽ mở máy lên và test cái khả năng đèn ha. Thì các anh cũng có thể thấy là cái phần đèn led ở chính giữa này có một cái màu rất là đẹp ha. Rồi Nhật test từng khả năng ha. Thì cái nút C character này thì nó sẽ đảo ngược cái pha, thì nó sẽ có hai cái màu đèn ha các anh. Khi các anh sử dụng cái tính năng này thì nó sẽ lên cái màu đèn hồng ha, và khi các anh không sử dụng thì nó sẽ trở lại thành về cái màu xanh nguyên thủy của nó ha. Rồi Nhật test luôn cái hai cái nút này nó không có đèn nha các anh. Cái nút control range và cái nút DB này, từ 6 dB cho tới 0 dB thì decibel thì nó sẽ không có đèn ha. Bên đây thì chúng ta sẽ có nút C nè. Đó, Nhật sẽ bật nút C lên ha, thì đèn của nút C vẫn hoạt động nha các anh. Rồi tiếp là của Siret ha. Đó, Siret, đèn Siret cũng hoạt động khá tốt ha các anh. Các nút còn lại nè, đèn của các nút còn lại nè, đó các anh có thể quan sát thấy Nhật đi rất là chậm ha, để cho các anh mình kiểm tra cái tình trạng đèn. Đó, không có cái bóng đèn nào thiếu ha các anh. Đó, tình trạng thì rất là tốt ha. Rồi về tổng quan gương mặt và cũng như là đèn đốm thì còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt ha mọi người. Thì cái mẫu này trước giờ Nhật cũng đã hướng dẫn cho mọi người cái cách cân chỉnh rồi đó. Thì nếu như cô chú anh chị nào cần thì có thể mở lại những cái video đó ha. Còn trên video này thì Nhật sẽ quay nhanh để các anh mình tham khảo về máy thôi ha. Rồi tiếp đến thì mời mọi người vào cái nội thất bên trong. Khoang nội thất bên trong của những dòng lọc Victor C70 này thì nó cũng rất là đơn giản. Và mọi người cũng có thể thấy là cả những cái khung sườn, những cái phần xi 7 màu ha, tình trạng của nó còn cực kỳ đẹp nè. Và Nhật cũng đảm bảo với mọi người đây là những cái mẫu lọc được Nhật order trực tiếp từ Nhật về và chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam nha các anh. Đó, các anh lưu ý chỗ này. Rồi tình trạng thì các anh có thể thấy là khung sườn và tất cả những cái phần bo mạch thì rất là đẹp ha, và Nhật cũng đảm bảo là chưa có qua đâm chọt hay là chạm mở gì hết ha. Đó, Nhật đảm bảo còn zin 100% cho các anh yên tâm sử dụng. Đó, tình trạng thì các anh cũng có thể thấy là còn cực kỳ đẹp ha, ruột gan còn rất là mới. Rồi Nhật quay luôn cái gương mặt phía sau. Rồi đây là tổng quan cái gương mặt phía sau của nó ha các anh. Đầu tiên thì Nhật cũng sẽ quay góc cạnh ha. Đó, tình trạng góc cạnh nè, mọi người có thể thấy là còn cực kỳ đẹp ha. Và cái bề mặt nước sơn ở phía sau này thì nó cũng không có dấu hiệu bị trầy xước hay là bị ten xét nhiều ha các anh. Tình trạng thì con máy này về thì Nhật có thể đánh giá cho nó trên 90% ha các anh. Tình trạng rất là tốt nè.
Riêng về các anh có thể nhìn vào những cái ngõ rời xa, các ngõ in out ha, ngõ line này, ngõ tát 1 này, tát 2 này, thì tình trạng của nó còn cực kỳ tốt nè, không có cái dấu hiệu bị ten xét hay là bị lão hóa ha các anh. Chữ nghĩa phía sau này cũng còn rất là đẹp ha. Rồi nhập quay rất là chậm như thế này để các anh mình dễ dàng tham khảo hơn ha. Rồi con lọc này là Victor C70 nha các anh, và con máy này có số series là 1162 1029 ha. Đó các anh lưu ý cái số series này trước khi nhận hàng để tránh nhầm lẫn với những cái mẫu sản phẩm khác. Rồi vừa rồi thì Nhật cũng đã quay rất là tỉ mỉ về cái dòng lọc Victor C70 này để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo rồi ha. Thì ở trong video này thì Nhật cũng sẽ quay sơ lược nhanh như thế để cho cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu có thể tham khảo và có thể lựa chọn cho phù hợp ha. Còn những cái mẫu equalizer này về thì Nhật cũng đã test rất là kỹ lưỡng rồi, nên các anh cứ yên tâm ha. Và Nhật cũng có chế độ bảo hành 3 tháng sử dụng, nên các anh cứ yên tâm sử dụng ha. Rồi về cái mẫu lọc Victor C70 này, đợt này Nhật về còn giữ được tình trạng cực kỳ đẹp như thế này ha. Thì hiện tại vẫn như mức giá cũ là 8 triệu một con ha các anh. Và đây là cái mức giá chưa bao gồm phí vận chuyển, nên các anh cứ cân nhắc cái mức giá trước khi xuống tiền ha. Rồi nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về cái mẫu equalizer này hay còn gọi là lọc xe này, thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo, Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người ha. Hoặc các anh cũng có thể đến tận địa chỉ là số 9T-579 đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để xem qua cái mẫu lọc xì và cũng như là mình test cái khả năng hoạt động của nó, xem chất âm nó mang lại có tốt hay không trước khi xuống tiền ha. Cuối cùng Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau ạ.